Cái lại với kênh của Cường tiếp tục với series là gợi ý xem ngày mùa dịch thì chúng ta nên làm cái gì ở nhà, cày con game gì để giải trí. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một con game mới mà mình vừa tìm được trên Safe Play cũng mới ra luôn, đó chính là Sky the Children of Light. Thì social distancing hay là cách ly xã hội, tất cả quarantine thì mẹ giờ chúng ta còn một khoảng thời gian rất dài từ đây tới 30 tây, sợ là chả biết làm mẹ gì ngoài nhà nằm nhà ăn uống chơi game ngủ. Sắp tới mình phải học online nữa, nhưng mà chúng ta có thể tạm gác việc học online qua, bởi vì học online mà cũng phải làm bài tập, nhưng mà học online mà nói chung là cái thật khó biểu chúng ta ở nhà đó chỉ là ăn uống, ngủ nghỉ, game. Thì thế nên là chúng ta chơi rất là nhiều game. Thời dịch này mẹ mình chơi từ hồi đầu Tết tới giờ chắc cũng hết mẹ game, chả còn cái gì để chơi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm được một con game mới, mình mới tìm được hôm qua, đó chính là Sky the Children of Light. Thì lần trước là chúng ta đã gợi ý cái con game ở đó là Bohem. Sự là con game rất là vui, nhưng mà mình mới chỉ ra bộ việc mình xóa game. Đó là bây giờ chúng ta sẽ qua con game này. Thì con game này nó giống như là game cho con nít chơi mà đơn giản, cốt truyện cũng đơn giản, nhưng đồ họa lại rất đẹp và audio rất là hay. Mình coi cái trailer thì audio nhạc nó rất là hay các bạn, nên là mình quyết tâm mình rút cái tai nghe ra, không sử dụng tai nghe để quay clip này mà sẽ để nghe audio cho các bạn nghe thử. Kevin agree. Game này tầm 300GB, chạy 300MB. Ồ, đồ họa thấy là chất lượng rồi đó, rất là đẹp. Chúng ta giờ ra một thằng nhóc màu cam hả? Đủ má. So is more than half experiment. Nó kêu chúng ta là phải đeo tai nghe, nhưng mà đeo tai nghe thì mình lại không thu tiếng là nghe được. Là các bạn cố gắng nha, mình sẽ thu tiếng mình nhỏ lại để thu cái âm thanh game nó lớn hơn xíu, vì cái âm thanh game rất là hay. Ok, chúng ta tiếp tục. Những ngôi sao tập hợp lại, những cái dần ánh sáng của chúng ta trở nên tỏa sáng hơn. Nhưng bóng tối đã tới, những ngôi sao đã rơi xuống. Những lâu đài của Disney đó. Với nhau, những ngôi sao rớt đã có một ngôi nhà mới ở trên mảnh trời này. Nếu như mà họ đã biết lắng nghe, một thời gian dài qua đi, bây giờ tôi sẽ gọi họ. Chắc là mình là thuộc cũng vậy đi, đứa bé hãy đem những ngôi sao thất lạc trở về. Ồ, vậy là mình kiểu như là một thằng kiểu như là một thằng kêu bằng pháp sư hả? Mình sẽ tập hợp với ngôi sao đó. Quát. Ồ, có cái tay hướng dẫn nữa kìa các bạn. Đảo của bình minh. Ồ, tùy thấy đồ quả chất lượng nữa. Đó, bạn nghe audio chưa? Nó phê vãi liền. Từng con game dùng để giải trí, nghe nhạc. À, cái thao tác tay rất là đơn giản mà. Cốt truyện thì cũng đơn giản dễ hiểu. Chủ yếu chúng ta chơi con game này để giải trí thôi. Giải trí là chính. Đồ quả chất lượng quá, con game này free nha các bạn, free nha. Okay. Tôi sẽ hướng dẫn mua quà đi. Ok. Phê quá. Audio nghe rất đã luôn.
When lost, tap yourself to calm and be very way. Ok. Khi mà chúng ta bị thất lạc, chúng ta sẽ bấm vào cái nhân vật thì nó sẽ hiện ra cái ngôi sao để hướng dẫn đường chúng ta đi. Wow, đẹp mẹ, wow, đẹp vãi luôn, wow. Mình thực sự là mình rất thích những cái con game mà kiểu như là nhập vai, mà kiểu như là Subnautica với cái con game như vậy đó các bạn. Zoom với chơi con game này phê vãi, nhìn nhìn cũng đã, audio đã rồi, gameplay đó đơn giản, combo hiệu quả, cốt truyện nó cũng khá hay đó. Đồ họa thì đẹp đỉnh cao cái này. Thần trầm theo tiếng chuông và tìm cái đường tới ngôi đền. Đi theo tiếng chuông. Wow, wow, wow. Chúng ta đang tìm ai đây? Ai đây? Ai mà tỏa sáng thế? Chắc tiên nữ trong lòng tôi à. Press and hold right button to consume energy and rise. Tức là mình phải bấm và giữ cái nút bên phải để chúng ta có thể hấp thụ năng lượng và bay lên hả? Chính thức nữa là những người chúng nghe toàn là sao toàn nguyên thôi. Trời ơi, đợi tới bên kia.
game hơi lát hơi lát rồi. Những cái tương tác để chúng ta có thể là giao tiếp với những cái game thủ khác thôi. Game tips, những bí ẩn chưa được giải đáp. Khám phá vùng đất Sky để có thể là giải mã được những cái bí ẩn lịch sử của thế giới này và con người. Giải cứu cái linh hồn trở về với tổ tiên của The Sky và hoàn thành The Constellation hả, chắc là nhiệm vụ hả? For each kingdom, cho mỗi vương quốc thì chúng ta có rất là nhiều vương quốc cơ. Học những cái ngôn ngữ giao tiếp mới. Ok. Cố gắng chơi tới khi mà nghe được cái audio chính thức của cái game này. Sẽ rất quan trọng. To steer, chúng ta sẽ rác, sẽ kéo cái nút này để có thể là đảo. Ok, chúng ta lại tới một cái vùng đất khác. Chất lượng âm thanh rất là một cái gì đó rất là đã luôn. Đây. Chi tiết âm thanh rất là chuẩn, đúng là một con game luôn. Có âm thanh làm chủ đạo chất. Sẽ biết như bây giờ mình đeo tai nghe rồi đỉnh lắm luôn. Đỉnh lắm luôn, tại vì mình quay clip thì phải đang nghe là mình quay lại thu lại chứ đặt là các bạn nghe đeo tai nghe vào chơi game thì một sư già. Cái cảnh này là mình nhớ cái cảnh của Kung Fu Panda. Còn một cái cảnh mà chị rùa quay lại nói với là Po về cái chi thức cái hoa là rất là cảm động.
Slam nữa. Try to a rip. Giờ sao nữa? Giờ chúng ta ok, mong chờ cái audio chạm vào những đám mây thì chúng ta sẽ có lại năng lượng để bay để tới cái đảo.
coi với mình nghe là nó phí gì được mà con mình đánh giá 9 trên 10 nha anh ơi. Ồ, tiếng của... Ồ, hàm tiếng luôn. Ok, để xin đốt nhóm tiếp. Ồ, lướt rồi. Audio đó không phải là một bài nhạc, có là mình là cái tiếng như vậy nè, cái tiếng mà thao tác trên mặt trường đó. Chứ không phải là một bài nhạc liên tục. Ok, thì chúng ta chỉ chơi tới đây thôi, chủ yếu là giới thiệu các bạn về con game mà có thể dùng để giải trí, thư giãn trong mùa dịch. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, nếu thích thì like và subscribe kênh. Khuyên là nên subscribe để bây giờ cường nhiều con game xạo xí cho các bạn. Peace and love you.